ngon lành. Này chắc khoảng chừng xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn. Hôm nay Tisu đã quay trở lại với bãi biển Đá Ông Địa. Sáng nay bây giờ là 6 giờ sáng ngày 20, hôm nay là thứ bảy á. 26 27 gì đó. Ở đây là mọi người đang đi lên cá, và cái chị này nè là một cái người mà mua cá về ra chợ bán. Và sáng nay là biển đây cả nhà mình nhìn thấy là rất là đục và trời rất là tối. Và mặc dù là 6 giờ sáng rồi nha, do bởi là hôm nay trời đang mưa và Tisu cũng đang đội nón lá để vừa đi vừa quay để cô chú anh chị các bạn mình hôm nay nhìn một cảnh khác của Đá Ông Địa. Một buổi sáng trời mưa đi coi mọi người kéo lưới. Trời ơi, trời mưa cho nên nó là ít không có ai tắm luôn á. Đây nhìn qua cái bãi tắm bên này. Ít xìu mấy hôm trước còn mọi người thấy đông đen á. Hôm nay là chỉ có những cái người ta kéo cá vô đây thôi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nha. Giờ Tisu sẽ dừng máy đi xuống đến nơi Tisu sẽ quay lại cho cả nhà mình. Trời đang mưa lắc lắc ở trên biển cả nhà. Nhưng mà đằng kia đằng xa ngoài Mũi Né thì thấy trời trắng sáng hơn nè. Hy vọng là lát nữa thì trời sẽ hết mưa, Tisu sẽ chạy ra ngoài Mũi Né quay cái cảng mỗi khu khác cũng kéo cá. Thì họ nói khoảng 7 giờ sáng là sẽ kéo lên, hy vọng là không mưa nhiều để Tisu có thể là chạy ra đó quay được để giới thiệu với cô chú anh chị các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới nha. Đây thì đang đi xuống dưới rồi nè. Hôm nay không biết là có được nhiều cá không, thấy này Tisu đi vô còn thấy mấy cái thúng ân xa kêu vô thì mình đi vô đây mình coi ha. Ủa, hôm nay nhiều cá lớn, có cá liệt nữa. Hôm nay có cá liệt nữa nè. Đây nè. Hôm nay có cá liệt má. Ủa, hôm nay nhiều cá lắm cả nhà mình ơi. Đây là mới gỡ lưới thôi, chưa có nhiều đâu. Ủa, cá. Cá này. Hôm nay là lưới rất là nhiều cá nha. Ở đây thì có mấy anh mới vừa khiêng thúng vô lên nè. Còn bên này quá trời luôn. Đó, người ta gỡ từ ở trên lưới rồi bây giờ gỡ ra và cá cực kỳ ngon. Cá này là người ta vừa đi vừa gỡ trên luôn nè. Đây là cá đây. Vậy mình đi qua nhiều cái thúng khác nhau coi thử là mỗi thúng có những cái cá gì ở trên này ha. Hello, chào anh, hôm nay lại gặp anh. Hôm nay đi được nhiều cá không anh? Cá ít rồi em à. Ủa, em thấy mấy kia nhiều mà sao hôm nay cũng ít hả? Cá nó vô không có ai làm, không có quýnh đâu. Ủa vậy hả? Người có mình không có người á. Hôm nay mình được cá gì? Cũng cá đó, lựa vào cá nó ngon, cá gì nữa, không biết. Dạ. Mình gỡ lưới rồi đó ha anh? Gỡ xong rồi hả? Dạ. Em cảm ơn anh nha. Bye bye anh. Rồi giờ mình qua đây tiếp, mình coi thử. Này. Đó. Ở đây là mớ cá nhồng với mớ cá lồi hay cá đuối, cá lồi con, cá đuối con gọi là cá lồi á. Cái này xối mỡ nè. Ở bên này cũng cá mà nho nhỏ thôi. Đây. Cá đó. Con chào ông. Cá này nhỏ quá không? Cái này mình gỡ lưới thì mất khoảng thời gian bao lâu ạ? Hết sạch cái lưới này. Có 1 tiếng. Dạ. Mà hôm nay trời mưa mà thường là sẽ cá nhiều hơn ha, nhưng mà con thấy cũng ít hơn hả chú? Không? Ít hơn nha, mấy bữa nhiều. Dạ. Mùa này là mùa cá gì hả ông? Cá liệt hả ông? Này cá chỉ cá ngon không? À cá chỉ cá ngon. Cá chỉ nè. Dạ. Dạ đâu con cho con coi cá chỉ. Đây là con cá chỉ vàng hả ông hả? À, chỉ vàng. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn. Đây là cái này là cũng cá chỉ vàng á không ha? Này con cá ngân. Cá ngân hả? Vậy dạ. Đây là cá ngân đây cả nhà mình. Cái gì? Dạ. Đằng xa kia thì cũng có một cái thúng mới vừa đi vô tiếp nè. Đi qua đây. Cả nhà mình thấy có đàn cò trắng đang bay không? Đó, đàn cò trắng đang bay đây. Trên biển nè và buổi sáng nè. Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. À, chàng cấp để khiêng lưới vô thúng vô nha cả nhà. Hôm nay nước biển xâm thực vào trong này sâu cả nhà mình thấy không? Mấy hôm trước là nước ngay cái chỗ thuyền này nè, mình đi bộ ra đó, mà hôm nay đã vào trong tuốt trong này luôn, là thêm khoảng chừng 20 mét nữa luôn á. Nước vào sâu ở trong này á. Đó, đây là chồng làm xong rồi vợ là ngồi bán cá, bán cho những người khách du lịch, còn không á thì bán cho những người mua sỉ. Người ta về đây người ta mua xong người ta sẽ đem ra chợ bán. Nhưng mà nếu mà được á thì mình mua ở đây, đừng có mua trong những cái thùng mà đựng nước kia nha cả nhà. Mình mua lúc mà đang tươi như vậy nè, ăn nó sẽ tốt nhất cho sức khỏe của mình. Rồi để cho Su qua đây coi thử là ồ, bên này có cá ngát. Đây là có mấy con cá ngát nhỏ nhỏ. Đó, cá liệt vàng. Ở bên này cá ngon hơn bên kia xíu. Có con cá mú còn sống luôn nè. Ở đây con có một cá kình còn sống luôn nè cả nhà mình. Đó, mua như vậy thì nó mới ngon. Em cột con cua lại cho anh rồi nha anh. Nhà anh tàu lau. À, có gì bà biết hả? Ừ, anh chín lượm tàu lau, em cột con cua lại nha. Đây là ngồi phân ra này các loại cá để mà mang ra chợ bán, hoặc là khách tới giống như Tiso mà có mua thì sẽ mua đêm dài. Con này là con à, người ta cắt con cá đuối bỏ cái đuôi đi. Ủa chị sao cắt cái đuôi bỏ đi vậy chị? Dạ nó có hai cái nĩa sợi 5 cm. À ừ, có cả mớ cá cơm than nữa kìa. Chị cái mớ cá nhỏ này phải cá cơm không chị? Dạ cá suốt. Cá suốt hả? À về làm gọi cá suốt á ha. Cá cơm nè. À. Cái mớ đó bao nhiêu tiền chị? Dạ 30.000 anh. Bán cho em mớ đó đi. Mình mua cái này về làm gỏi cá suốt ăn cả nhà hả? Bỏ cá cơm làm chung luôn để chị ngon lắm. Dạ. Rồi con mấy con nhỏ bỏ ra. Cá chỉ làm chung luôn ngon lắm. Ủa vậy hả? Dạ. Này làm bỏ chung ngoài nó bỏ cho đấy. Dạ. Ừ, gỏi cá. Cách làm sao chị? Dạ, chị đánh chảy bình thường đó, chị tắt hai miếng thịt thôi. À rồi bỏ cái xương đi ha. Rồi bỏ nặng chanh vô hả? Dạ, đó chị á. À. Chanh nào mình làm cho chị sao? Dạ dạ. Đây cả nhà mình. Lấy hai miếng thịt hai bên đi. Dạ dạ. Em cảm ơn chị. 30.000 một bịch cá to đùng. Dạ, ủa chị cá suốt đó là ngồi làm gỏi mình có làm được gì nữa không chị? Mình nấu cua mà gỏi ngon nhất. À. Gỏi là ngon nhất. Dạ. Chị em gửi tiền, cảm ơn chị. 30.000 đây cả nhà mình. 30.000 một bịch cá về làm được một dĩa gỏi ngon lành. Cái này chắc khoảng chừng ký luôn á chứ. Để ti su cân thử nha. Đây nè cả nhà mình, 7,5 lạng, 30.000. Rồi sau khi mà mua bên này xong thì mình lại qua tiếp tục bên góc này. Ở đây thêm một cái thúng nữa mới vô. Đây mình đang gỡ cá luôn nè. Nói chung là cứ thúng vô rồi mọi người cùng nhau gỡ cá và bán cá ở trên bãi biển Đá Ông Địa này. Cù nước, nước trơn quá, mọi người phải ghi nhau lại đỡ nhau đi, nặng lắm à. Dạ thưa cả nhà, hôm nay thì Ti Su ra lại bãi biển Đá Ông Địa để quay cái cảnh mọi người kéo lưới để chia sẻ đến cả nhà mình trong chương trình ngày hôm nay. Thì Ti Su cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã xem video clip đến thời điểm này. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video lần sau. Và mọi người đang khi rồi á là Ti Su kính chúc sức khỏe cả nhà mình, mọi người luôn vui vẻ, an lạc và nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Xin cảm ơn, xin chào. Đi về luôn ấy, đi mỗi về tắm hết. Đúng không?